Hà Thu xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng hàng tuần vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật trên HTV7. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ mời đến đây một nữ ca sĩ với giọng hát rất là tình cảm, sâu lắng và đi vào lòng người. Và Hà Thu cũng rất là mê nhạc của chị và hay nghe những bài hát mà chị hát. Xin mời ca sĩ Hà Nhi. Chào chị, chào mừng chị đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Mời chị về phòng khách của chương trình và chúng ta cùng nhau tiếp tục trò chuyện nhé. Chào mừng Hà Nhi đến với Khẩu vị ngôi sao. Hà Nhi gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao nha. Lời đầu tiên Hà Nhi xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Hôm nay thì em cũng rất là vui bởi vì cũng muốn tham gia thêm game show để vui hơn, có nhiều hoạt động thú vị hơn và được gặp chị Hà Thu nữa, kết nối với quý vị khán giả nhiều hơn đúng không? Dạ. Thu là rất là mê nhạc của Nhi hát. Hôm nay có cơ hội gặp trực tiếp thì không ấy tặng quý vị khán giả rồi cho Thu ké một bài hát được không? Dạ. Không tặng thì hơi kỳ ha chị ha. Tại mình cũng là ca sĩ thôi. Để em hát một đoạn đi, chắc mà hát bài Từng cho nhau đi. Đúng rồi, chị rất là thích bài Từng cho nhau. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lấy được không? Gặp lại nhau chi hôm nay để anh phải nhớ phải buồn. Nếu cho em được lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút say đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp thù. Trời ơi, chị mê em mà em sao không có thầm mong gặp chị vậy? Tại vì chị đẹp hơn em á, nên nhiều khi em ngồi với chị em cũng tự dưng em thấy tự ti đi hẳn á. Không, với lại sao? Lúc nãy chị gọi em là chị, tự dưng em buồn ghê. Biết sao, hình ảnh trên sân khấu á, thấy kiểu mình rất là từng trải đau nhiều trong tình yêu, rất là truyền đạt cái cảm xúc đó rất là mạnh á. Tôi cảm tưởng là cô gái này phải chững chạc lắm. Mình lịch sự, mình gọi chị vậy thôi nha. Nhưng mà bây giờ mình giờ gửi gọi lại. Em nha. Hôm nay chương trình sẽ mang đến cho Hà Nhi hai món ăn của hai fan hâm mộ sẽ đến đây để nấu. Nhưng mà bây giờ Hà Nhi đang thích thưởng thức cái món gì, đang nghĩ ra trong đầu á, thì mình order ra giấy cho Khẩu vị ngôi sao sẽ đáp ứng cho Nhi nè. Dạ. Rồi, bây giờ cho chị xin tên hai món ăn này nha. Dạ, chị sẽ tạm thời cất giữ kho báu này. Và chúng ta sẽ cùng chào đón ra đây hai bạn fan hâm mộ yêu thương Hà Nhi đến đây để chăm lo cho việc ăn uống và sức khỏe của Hà Nhi. Xin mời Công Lý và Quốc Lĩnh. Chào hai bạn. Chào. Dễ thương quá. Ông bạn nào là Lý, bạn nào là Lĩnh. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu một chút xíu về mình để Hà Nhi được biết rõ hơn nha. Dạ, em tên là Quốc Lĩnh, năm nay em 20 tuổi, hiện tại em là sinh viên ạ. Wow, 20 tuổi, sinh viên. Em là sinh viên năm mấy? Dạ, hiện tại thì em vô năm nhất. Năm nhất. Dạ. Trẻ trung, năng động, biết nấu ăn. Còn bạn? Dạ, chào chị Hà Thu, chào chị Hà Nhi. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Công Lý, em 23 tuổi và hiện tại thì em vừa tốt nghiệp ạ. Có nhiều thời gian để nấu nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ đến đây thì chúng ta trước khi để nấu ăn cho Hà Nhi những cái món mà bạn ấy yêu thích, thì chúng ta sẽ đến với ba từ khóa liên quan tới Hà Nhi trong phần 1 của chương trình. Chúng ta sẽ lần lượt trải qua hai câu hỏi cùng một phần thử thách. Bạn nào giành chiến thắng thì bạn đó sẽ được quyền chọn món ăn trong hai món mà Hà Nhi order ở đây. Hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Rồi chúng ta cầm bảng và viết lên nha. Mỗi câu hỏi sẽ có thời gian là 10 giây để trả lời. Câu hỏi đầu tiên: da thịt như than, áo choàng như tuyết, giúp người trị bệnh mà tên chẳng hiền, đố là con gì? Đây là một câu đố vui. Thời gian bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Mời hai bạn đưa bảng. Đáp án của bạn là con gì? Dạ, con gà ác. Con gà ác. Đáp án là không biết, rất là thật thà và dũng cảm. Cảm ơn em. Đáp án gà ác là một đáp án chính xác. Tên chẳng hiền nhưng mà ăn gà ác thì lại rất là bổ đúng không? Dạ. Rồi với phần chiến thắng đó thì bạn đã giành quyền mở một từ khóa đầu tiên. Bạn chọn từ khóa nào? Dạ, cho em xin được chọn số 3 đi ạ. Xin mời từ khóa số 3. Cảm xúc thăng hoa. Wow, cái này Thu cảm nhận được nha. Cảm nhận được qua các ca khúc của Hà Nhi lúc Nhi lên sân khấu thì cái cảm xúc đó thật sự là rất thăng hoa. Chia sẻ một chút xíu cho quý vị khán giả hiểu hơn nha. Nhiều khi mình không biết rằng là mình lại hát hợp cái nhạc ballad đến như vậy. Những cái khoảnh khắc mà mình ở trên sân khấu nhiều khi giống như là lúc đấy là mình không biết ai nữa, chỉ biết đến là mình nhập tâm vào cái bài hát đó và mình sống với cái bài hát đó. Cho nên là nhiều khi chị bảo em thăng hoa là nhiều khi khán giả dưới nhìn thấy em rõ hơn là em
nhìn thấy em, bởi vì lâu lâu em về em mới có thời gian em ngồi nhìn lại. Nhưng mà không phải là vì mình cố diễn ra cái đêm đó, mà là cái khi mà mình chọn cái ca khúc nào trong cái đêm nhạc của em thì em đều sắp nó theo thứ tự và cố gắng để mà tìm hiểu thêm về cái nội dung của ca khúc, tại sao khán giả lại thích bài hát đó, hay là tại sao tác giả người ta lại viết cái ca khúc đó. Và em tìm hiểu như thế thì bản thân mình khi mà hiểu được cái ca khúc đó như thế nào thì mình mới có thể truyền tải tới các bạn khán giả được. Và khi thăng hoa thì chắc đói cũng không quan tâm, thức ăn cũng không quan tâm đâu ha. Đúng rồi chị ơi, lúc đấy là chỉ quan tâm coi là khán giả người ta có thích đêm nhạc của mình không thôi. Có nhiều đêm là em về em bị suy nghĩ, có nhiều hôm em không hài lòng về cái đêm nhạc của em là tại vì do là em quá khó tính. Nhưng mà mọi người thì bảo là chúc mừng Hà Nhi nha, bạn làm tốt lắm các thứ. Rồi mọi người cũng lên tặng hoa. Mọi người bảo là đêm nhạc đó là một đêm rất là thành công. Nhưng mà đôi khi bản thân mình thì lại lúc nào cũng khó tính với những cái điều mà mình đạt được, để hôm sau ở những đêm nhạc khác mình lại làm được nhiều thứ tốt hơn cho mọi người. Những điều của Hà Nhi nói là những điều để những cái nguyên liệu để tạo nên một người nghệ sĩ thực sự đấy. Tại mình không có sự cầu toàn, không có sự kỹ tính cho công việc của mình. Quý vị khán giả biết yêu mến mình qua cái gì bây giờ đúng không? Rồi bây giờ kết thúc từ khóa đầu tiên, chúng ta đến với từ khóa số 2 thông qua câu hỏi thứ hai. Câu hỏi đó là bánh tét trà cuông là đặc sản của tỉnh nào ở nước ta? Thời gian bắt đầu. Bánh tét à? Câu này hơi khó câu ha. Câu hỏi nha, khéo ổng lại ghi không biết nữa đây. 3, 2, 1, hết giờ. Nam Định. Wow, một cái mặt khóc. Đáp án là bánh tét trà cuông là món đặc sản của tỉnh Trà Vinh. Thêm một chút thông tin, đó là bánh tét trà cuông là một trong những đặc sản nổi tiếng của đất Trà Vinh. Với nguyên liệu đơn giản, món ăn dân dã truyền thống này không thể thiếu vào những dịp lễ Tết, đặc biệt là trong lễ hội Ok Ong Bok Đôn Ta của người Khmer nơi đây. Bên cạnh đó, bánh tét còn là món ăn đặc sản mang nét đặc trưng riêng của mảnh đất này. Đáp án đã không mang về cho bạn nào được điểm nào cả. Nhưng mà vậy câu này thì khó thật chị ạ. Khó đúng không? Khó. Cho nên là Hà Nhi giúp hai bạn chút xíu mở một từ khóa nha. Em nghĩ là em sẽ mở ô số 2 đi. Mời ô khóa số 2. Quý nhưng không cần. Cái gì quý mà không cần ta? Em thấy nhiều cái quý đấy chứ. Nếu như mà nói về đồ ăn, một vài những cái loại lá chẳng hạn, rau đúng không? Dạ. Tốt cho sức khỏe. Tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cũng không nhất thiết phải không ăn. Không nhất thiết phải ăn. Hà Nhi có thích diếp cá không? Em cũng không ưa diếp cá. Không thích lá diếp cá luôn. Có nghĩa là thích cá nhưng mà không thích diếp cá. Tại vì cũng là một loại tốt nhưng mà Hà Nhi cũng không cần luôn đúng không? Nhiều khi em cũng cố thử, em cố thử ăn cái loại lá đó nhưng mà em nghĩ chắc có lẽ là sinh em ra trên đời không nên sinh ra diếp cá. Có Hà Nhi là không có diếp cá thưa quý vị. Bỏ cái từ đầu mà lấy cái từ sau là được. Cá, lấy cá hồi được. Hay các loại cá sống ok đúng em lại rất thích. Là lại rất tốt cho sức khỏe mà cũng cần luôn đúng không? Dạ. Cho nên là hai bạn cũng nhớ một cái tip là lát nấu ăn mà có rau sống hay gì đó thì cắt ngay cái diếp cá ra. Vậy là kết thúc hai câu hỏi. Kết quả đang nghiêng về bạn Công Lý. Bây giờ chúng ta đến với một trò chơi cuối cùng để phân định thắng thua trong phần 1 này nha. Vâng, mời hai bạn đến với một thử thách cuối cùng để quyết định thắng thua trong phần 1 của chương trình. Phần thi mang tên Mang Nước Về Làng. Chúng ta dùng hai cái vá này và múc lần lượt từng vá nước đi dích dắt qua những cái chướng ngại vật này đem nước về cái bình bên kia. Sau 1 phút 30 giây, ai đem được nhiều nước hơn thì người đó giành chiến thắng. Hai bạn hiểu luật chơi rồi đúng không? Dạ hiểu. Thời gian 1 phút 30 giây, bắt đầu. Không biết hai đứa có ăn hành không mà, bị chương trình hành dữ. Em không ăn hành nữa, em toàn hành người khác không ạ? Em nói cái đó ra mà em tự hào lắm luôn á nhỉ? Em không bị hành là được chứ chị? Không bị hành là em vui rồi đúng không? Tội nghiệp quá, phải đi qua mấy cái thép gai. Cố lên em. Thằng bé mới vào đời. Làng mình sẽ có bao nhiêu nước đây? Phụ thuộc vào hai bạn. Này chứng tỏ là ở nhà chắc cũng khéo tay lắm. Chứ thấy đi cũng không chúc chắc nhiều chị nhờ. Em hậu đậu lắm chị. Không, mình chỉ cần hát hay là được rồi đúng không em? Mình chỉ cần làm tốt một việc thôi. Còn mọi việc khác để thế giới lo. Wow, trời ơi, chị nói em nhẹ nhàng ghê. Đúng không? Cố gắng lên. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Tèn tèn. Wow, khá là ngang nhau đấy. Giờ Hà Thu sẽ kiểm tra kết quả nha. Mực nước của Công Lý có nhỉnh hơn một chút xíu.
Chính vì vậy phần thắng đã nghiêng về Công Lý, xin chúc mừng. Rồi, mời các bạn trở lại phòng khách nha. Với phần thắng từ trò chơi vừa rồi thì Công Lý được quyền lật mở từ khóa cuối cùng, từ khóa số 1, hương thơm ngọt ngào. Thực ra là cái hương thơm này nó thật sự ngọt ngào với những người thích ăn món này. Hương thơm ngọt ngào là một cái loại đồ chấm. Hồi đó em ăn á, là em không biết là món đó là món gì. Nhưng sau đó thì khi mà ngồi ăn chung với mấy đứa bạn á, mà em thì hay bắt chước, em hay tò mò, em hay ăn. Ăn theo đúng không? Ăn theo. Sau này thì mỗi lần đi ăn chỗ đó với bạn em thì là em sẽ gọi cái nước chấm khác. Còn bạn em thì vẫn cứ ăn hương thơm ngọt ngào đó. Nãy giờ kể câu chuyện thì chị chưa biết cái món đó là món gì nè. Món đó là món bún đậu. Bún đậu mắm tôm đúng không? Dạ đúng rồi. Cái mùi đó thì đối với chị là nó quyến rũ, nó ngọt ngào thì đó chị cũng thích ăn. Trời ơi. Em ăn bún đậu lại mang với nước mắm đúng không? Dạ, nước mắm chua ngọt. Thật ra cái đó thuộc về cái khẩu vị của mỗi người thôi. Chứ có người này ăn được cái này, người kia không ăn được cái kia thôi. Chị bênh em dữ. Phải không? Siêu ghê. Chị cưng em lắm á. Và từ khóa hương thơm ngọt ngào này có một cái huy hiệu thần bếp. Điều này có nghĩa là khi Công Lý nấu ăn á, thì cần cái sự giúp đỡ gì đó thì có thể nhờ Hà Nhi giúp đỡ mình nha. Sau 3 từ khóa và em giành chiến thắng thì em được quyền chọn một trong hai món ăn mà chị Hà Nhi thích ăn. Đó, món gà nướng muối ớt hoặc là sườn rim chua ngọt. Sở trường của mình là món nào thì mình chọn món đó. Cái này quyền lợi đó nha, nãy thắng mới được đó. Em cũng muốn thử sức bản thân mình nên em sẽ chọn món gà nướng muối ớt. Thử thách là thấy cũng hơi căng đó nhưng mà đảm bảo an toàn cho chị Hà Nhi nha em. Dạ. Đảm bảo an toàn nha em. Rồi, về món sườn rim chua ngọt sẽ thuộc về bạn. Quay lại với chiến thắng của Công Lý nè, thì em sẽ được một cái quyền nữa, đó là chọn bếp trái và bếp phải theo cái bên nào mà thuận tiện cho em. Vì mỗi bếp sẽ có một cái thử thách riêng. Dạ, em nghĩ em hợp với lại bên phải hơn ạ. Bên phải, vậy dạ. Bếp bên trái sẽ thuộc về bạn Lính. Mời hai bạn cùng Hà Nhi đến với gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao để chúng ta đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh Phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Chào mừng các bạn đến với gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Và hai bạn người chơi của chúng ta đang rất sẵn sàng để nấu các món ăn. Có một lưu ý nho nhỏ thôi, đó là bên bếp của Lý nè, chúng ta sẽ phải sử dụng các dụng cụ với size lớn. Có nghĩa là cây vá lớn, cái đũa lớn nè. Và có một cái lượng nước đá ở đó, bạn chỉ được dùng nhiêu đó nước để nấu ăn thôi. Mà muốn nấu hay làm gì tất cả chỉ được trong lượng nước đó thôi, nhưng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhé. Còn bên Lĩnh thì sẽ sử dụng các vật liệu size nhỏ, từ dao cho đến muỗng, đều nhỏ hết. Cũng là một lượng nước đó ở trong này để nấu các món ăn của mình. Hai bạn nắm rõ được luật rồi phải không? Ngoài ra thì trên một vài nguyên liệu sẽ có một vài thử thách nho nhỏ để làm cho Hà Nhi được vui trong ngày hôm nay. Cho nên là nếu các bạn nấu ăn mà dùng cái nguyên liệu nào mà có những cái thử thách đó thì nhớ nhờ Hà Nhi thực hiện các thử thách đó thì các bạn mới được dùng nha. Yeah. Rồi bây giờ mời Hà Nhi ra phòng khách ngồi để hai bạn có thể tập trung nấu nướng ha. Ok, bây giờ chị ra sẽ ngắm hai mời em. Mời hai bạn. Hà Nhi ơi, bây giờ mình chuẩn bị được ăn hành đó, cảm giác của mình như thế nào? Các em chơi nhẹ nhẹ thôi nha, tại chị cũng có tuổi rồi đó. Chị cũng có tuổi rồi đó. Nên là mình dùng cái thử thách nào đó nhẹ nhàng tình thử cảm thử một cái thôi. Xem nè, thử một cái thử thách xem chị ấy thực hiện như thế nào nè. Hiện tại thì em muốn làm gà, nên là chị Nhi có thể hỗ trợ em thử thách đó là bịt mắt và chọn một trong năm muỗng gia vị, bỏ vào ly nước cam và sau đó chị phải uống hết ly nước cam đó. Ví dụ như bây giờ mà em không đồng ý thì sao? Sao không có gà để nấu ăn đó em? Thôi em cũng chấp nhận vậy. Chấp nhận đi ha. Biết sao giờ, rồi. Fan người ta yêu mình mà mình phải yêu lại thôi. Đúng rồi, đây một ly nước cam đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây chỉ có 4 nguyên liệu thôi nha. Bây giờ em chọn nha. Em chọn một loại gia vị để bỏ vào trong nước cam. À đây à chị? Đúng rồi. Chị thôi, rồi. Chị hãy dẫn đường chỉ lối cho rồi, em. Rồi. Chị, yeah. Em chọn cái muỗng đó rồi đúng không? Dạ, một ít thôi nha chị ha. Một ít thôi, tại vì em làm đổ hết rồi đó, cũng còn chút xíu thôi à. Em lật cái muỗng lại luôn rồi đó. Hơi hậu đậu, chị thông cảm. Rồi, chị mời em. Sao em có vị gì không? Ngon đúng không? Dạ. Rồi em muốn hết thì rồi chị mở. Rồi. Em biết rồi em chọn cái gì không? Em lên muối hả chị? Em chọn đường nhưng mà em đã đổ hết cả muỗng đường của chị rồi.
chị chỉ còn một chút xíu để bỏ vào ở dưới này thôi. Ủa em hên dữ vậy. Lĩnh ơi, em có thử thách gì dành cho chị Hà Nhi không? Em cứ thật đó, em có cái thử thách là nhảy bao bố và đi tìm lần lượt 5 món đồ vật nguyên liệu bất kỳ có màu đỏ đưa đến cho MC. Wow. Rồi, hai tay em cầm các cái em. Chị đang hy sinh vì các em, hy vọng các em sẽ làm cho chị những món ăn thật ngon nha. Rồi, em nhảy đi đâu luôn này chị ơi? Bây giờ em nhảy quanh phòng, ở chỗ nào em thấy nguyên vật liệu màu đỏ thì em lấy nha, 5 loại nha. Ủa, 5 loại? Cái gì màu đỏ là em lấy đưa chị là 5 cái là được. Bên kia hơi nhiều màu đỏ đó. Ví dụ em không nhảy em đi thì có được không chị? Được nha. Mình đi thong thả. Rồi mai mình quay xong luôn nha Nhi. Rồi. Rớt hết bông tai của em ấy chị ạ. Mình đi nền nã đi, mình là người con gái thiệt. Rớt chị nhặt cho nè. Ớt cay. Ớt. Một. Ớt chuồng. Hai. Cái đạn vàng nha, hai loại ớt nha. Rồi thôi, cái kéo. Rồi. Ok, kéo là ba thứ. Trái cà chua. Vâng, trái cà chua. Này cũng màu đỏ nha. Rồi, bây giờ bốn thứ rồi nè. Bây giờ mình kiếm một thứ cuối cùng chị, nè. Chị, ví dụ me thì nó có màu đỏ không chị? Không em. Vâng. Đây, bông hoa. Yeah. Yeah. Rồi, vượt qua phần thử thách thứ hai, chúc mừng em. Dạ, chị Nhi ơi, hiện tại thì em đang có một cây xả, chị có thể hỗ trợ em tham gia một thử thách đi chân không trên thảm gai, vừa hát vừa mang nguyên vật liệu về cho em được không chị? Nguyên vật liệu đó là gì em? À, em cần là gao để ăn cái món gà nó được ngon hơn á chị. Đẹp lại hát hay cho nên là được vừa đi biểu diễn. Đây em sẽ hát cho chị nghe một bài nữa. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vắng nhạt nhòa. Hey. Vào mùa trăng đó, trăng từ phương xa về như giấc mơ. Ủa đi lại nữa. Đi tìm nguyên liệu đó em, vừa hát nhưng phải tìm nguyên liệu em đó. Em đi tìm chiếc lá. Em ơi, nằm ở bên này nha em, nó nằm trong phòng khách chứ không có bên kia. Tìm ở muôn nơi nè. Dù chọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say. Nằm trong góc đó luôn đó hả? Ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, dù áo phong sương anh vui không tìm thấy lá đâu. Được. Lá đâu, tới mai lá luôn đâu. Chị có thể gợi ý giúp em được không? Em như vậy chị hỏi một câu được không Nhi? Dạ. Em có bị cận hay gì không? Chị thấy tại em gần kho báu lắm rồi đó. Tất cả thứ nó lu mờ từ ngày em gặp chị á chị. Vậy hả? Chị thấy là em đứng gần nó lắm luôn rồi đó mà em vẫn không hề để ý. À rồi. Trong đôi anh trăng rằng tình ta như ánh trăng rằng chưa đâu biết rằng đời lắm nhiều cơn sóng phũ phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi. Em hành chị sướng không? Cảm ơn chị. Nha em cố gắng nhá. Đây là số rau mà chị đã hy sinh công sức rất là nhiều. Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của chị. Hy vọng đừng, là... đừng làm em nó áp lực nha. Để cho em nó nấu ăn. Ok. Rồi bây giờ một thử thách cuối cùng thôi nè. Thử thách cuối cùng đó là gì em ơi Lĩnh? Dạ. Hiện tại em đang cần me. Nên là có một cái thử thách là vừa ngậm một lát chanh vừa nhảy dây 20 cái. Ví dụ ngậm lát chanh mà mình làm gì đó khác được không? Mình đừng nhảy được không? Ví dụ em nói một cái gì chị thấy hợp lý thì là được nè. Mình rap đi. Mình rap. Yeah. Hát rồi giờ rap đúng không? Yes. Nhưng mà phải rap được nửa bài nha, chứ không có vài câu ăn gian là không chịu nha. Chị biết bài của anh Justin không chị? Em sẽ hát cho chị một đoạn mé mé vào đấy, sau em sẽ rap. Hợp lý. Đúng được. Không? Được không chị? Được. Hát đoạn đi, lúc nào vô rap cái chị đưa cho anh vô liền. Và là sao mà ngày em sẽ được nhận ra. Rồi, em đã có thể là người con trai. Và như em hơi bất kỳ một ai. Nhưng có một em lại đòi thêm hai. Nên em biết những người không sai. Hãy rất định lên một câu bái ba. Rồi em sẽ có ngày mà. Rồi em thì anh ra mê tay. Nhưng mà em không em quay ạ. Là con em luôn cần hơn một người đứng trông chờ. Vì ai sao không quay về. Mãi em không quay về. Ê, ê, yeah. Thấy chưa? Dạ hết rồi đó, chị đang lên hết rồi hả? Nên là muốn em xin lê như một chân lặng im tim về với ưu phiền thì đây anh xin đưa tặng. Nào là giờ xa em bàn tay ra mà đón lấy yêu thương. Từ lâu nay kín sâu baby. Em không muốn ai phải buồn nên anh sẽ phải ra đi luôn. Em rồi sẽ nhận ra mà thôi. Anh giận bây giờ im lặng bỏ hết đỡ đau đầu. Đánh tôi một cái gì để anh nghe cuộc đời của em trong bức tranh này. Vút dần dần cho mắt xin mi. Em có đau không và anh mỉm cười khi em đau. Ừ chị cũng đau, nghe em hát chị cũng đau. Cảm ơn em. Trời ơi, chua quá chị ơi. Rồi. Mất hết sự duyên dáng của em rồi. Không, rất duyên dáng nha. Chúc mừng em đã hoàn thành 4 thử thách rất là cam go.
từ chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao để mang đến niềm vui cho em. Bây giờ em có thể nghỉ ngơi rồi để hai bạn nấu những món ăn của mình và em sẽ quay trở lại và thưởng thức nha. Vâng. Rồi, mời Hà Nhi. Vâng, thưa quý vị, sau một thời gian ăn hành nãy giờ thì bây giờ đã đến thời gian Hà Nhi ăn uống đầy đủ rồi, gồm có gà nướng muối ớt và sườn rim chua ngọt. Hà Nhi muốn thưởng thức món nào trước? Nhìn hấp dẫn nhờ. Nhìn rất là vàng ươm và thơm á. Bình thường mà có ai ở nhà mà nấu cho mình ăn này mình yêu luôn rồi. Bây giờ yêu thương các em hơn đúng không? Bây giờ thưởng thức món nào trước nè? Em nghĩ là em sẽ thử món sườn xào chua ngọt trước. Sườn xào chua ngọt rồi. Em ăn cơm với mợ em á, là mợ em chỉ có nấu một ít sườn xào chua ngọt cho con trai của mợ ăn thôi. Em ngồi nhìn không được ăn. Em nói làm chị gớt nước mắt luôn nè, em thương quá. Quá chị không ăn với em. Em ăn trước đi, lát chị ăn sau. Rồi để em ăn thử nhá. Hợp lý không? Rất đậm đà và chan chứa những cái sự yêu thương. Nấu như này là quá giỏi, quá ok rồi. Em nghĩ là với cái đĩa sườn này chắc có thể em sẽ ăn được 2-3 bát. Bình thường ở nhà là em chỉ ăn đúng một bát ít ít thôi là em xong rồi đó. Ý chị là rất là ngon đó em. Bình thường chị ăn một chút xíu cơm thôi mà cái này chị nghĩ là chị sẽ ăn được 2-3 bát thì là một sự khen ngợi đó. Nếu mà có thời gian ở lại chị sẽ ăn được hết đĩa này đấy. Rồi bây giờ uống một miếng nước nha. Rồi chúng ta qua tiếp món gà nướng muối ớt. Chị lấy một miếng nhỏ ha để em có thể tách ra được ha. Rồi. Wow, thật là nhiều. Gà thì ăn thì không bao giờ béo. Ức gà hay là thịt, phần thịt này sẽ tốt cho những người tập gym. Đúng rồi. Ăn gà thì phải có một ít xôi nữa là tuyệt vời. Xôi là có thêm vừng lạc nữa thì quá ok rồi. Wow, ha. Mà lại có thêm chị Hà Thu đứng bên cạnh gắp cho. Ôi trời. Combo hoàn hảo. Em thấy là cái gà làm rất là thơm và dai nhá. Chứ nó không có bị bở ra. Thịt thì cũng rất là đậm đà. Xuất sắc. Ngon đúng không? Hành món nào cũng ngon đúng không? Chắc là hai bạn đã đặt rất nhiều tình cảm vào hai món ăn này để mang đến cho Hà Nhi ngày hôm nay. Thì có một lời chúc nào cho chị Hà Nhi thông qua những món ăn này không? Lý nói trước ha. Em được biết là chị đi diễn rất là nhiều. Thì chị ăn uống nó không có điều độ. Thì em muốn thông qua cái món ăn này, mong chị sẽ có thật nhiều cái bữa ăn ngon hơn, để chị có sức khỏe để cống hiến cho tụi em những cái đêm nhạc đáng yêu, những cái bữa phòng trà thật sự là hay ạ. Đáng yêu quá, chị cảm ơn. Chị cảm ơn Lý rất nhiều. Rồi, còn Lĩnh thì sao nè? Em nấu món sườn này đậm đà như chị nói, là như là em muốn gửi tới chị là giọng hát chị lúc nào cũng đậm đà như là cái món em nấu dành cho chị. Và con đường thành công của chị càng ngày phát triển hơn. Cảm ơn em, dễ thương quá. Chúc của Đại Lý với lại Lĩnh. Rồi bây giờ em chọn ra một món ăn mà em thích hơn nè. Ở nhà thì thực ra là em hay ăn gà. Nhưng mà nói rằng là cái món nào mà em thích khi mà em ăn cơm á, bởi vì em rất là thích một cái bữa ăn gia đình. Mà trong cái bữa ăn đó sẽ có những cái món ăn mà tức là từ ngày xưa đến giờ mình được ăn, bây giờ mình rất là khao khát được ăn một cái bữa cơm Việt Nam, nó gia đình Việt Nam như vậy. Đúng không? Nên là chắc là em sẽ chấm cho bé Lý 9.9 điểm. Còn chấm cho bé Lĩnh. Là 10 điểm. Rồi, vậy là phần chiến thắng ngày hôm nay đã thuộc về bạn Lĩnh. Chúc mừng em. Và bây giờ mời Hà Nhi cũng như hai bạn mình ra trước mình nhận quà từ chương trình nha. Vâng, bây giờ thì mời Hà Nhi trao phần thưởng đến cho bạn Lĩnh nha. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc Lĩnh thật là vững bước trên con đường đại học. Và cái quan trọng nhất vẫn là em luôn luôn hạnh phúc với những cái quyết định của mình. Cũng chúc cả Lý luôn, nhất định là em sẽ thành công trên cái con đường mà em chọn. Và luôn luôn nhớ đến chị Hà Nhi nha, đừng quên chị Hà Nhi. Mình thiếu 0.1 điểm, có buồn không?
Dạ thiệt sự thì cũng rất là buồn, nhưng mà một người em của em nhìn chiến thắng thì em rất là mừng cho em của em. Em đến đây vui là chính thôi chị. Dù sao cũng được gặp chị Hà Nhi và yêu thương chị đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn Hà Nhi, cảm xúc của Hà Nhi khi đến với chương trình và gặp Hà Thu thì như thế nào? Ngày hôm nay khi Nhi có mặt tại chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, Nhi rất là bất ngờ bởi vì được gặp một người đẹp như thế này. Và đặc biệt là được gặp cả fan hâm mộ. Mà đây là một cái dịp mà rất là hiếm hoi, bởi vì bình thường khi mà đi diễn á thì em chỉ được là hát xong rồi em đi về thôi, đôi khi cũng không được gặp và nói chuyện nhiều. Nhưng hôm nay cũng là một cái buổi giao lưu rất là thú vị. Hy vọng rằng là sau cái chương trình này thì em về em sẽ có kia khẩu vị ăn uống trở lại, bởi vì em được ngắm một người quá đẹp như chị. Cảm ơn em rất nhiều. Hy vọng là em sẽ có một chế độ ăn uống để có thể có sức khỏe và cống hiến những ca khúc hay hơn nữa cho quý vị khán giả nha. Cảm ơn Hà Nhi đã dành thời gian đến với Khẩu Vị Ngôi Sao, và cảm ơn hai bạn đã yêu thương Hà Nhi cũng như chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao và đến đây ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.